Thưa quý vị, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc. Kết quả này đạt được nhờ thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, người lao động trở lại làm việc. Đặc biệt, việc chính phủ ban hành nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế dự kiến sẽ có những tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Tổng thu ngân sách nhà nước không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính ước thực hiện là 209.824 tỷ đồng, đạt 54,28% dự toán năm, tăng 19,52% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương không tính tạm ứng ước thực hiện là 21.023 tỷ đồng, đạt 21,09% dự toán, giảm 11,91% so với cùng kỳ. Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố 5 tháng đầu năm qua cửa khẩu cả nước ước đạt 20,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ tăng 15,1%. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt 28,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ tăng 30,4%. Đây là một số thông tin nổi bật được nêu ra trong phiên họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp tháng 6 năm 2022 được tổ chức sáng nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức và Ngô Minh Châu. Tính đến tháng 5, hầu hết doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dần khôi phục nhịp độ hoạt động vốn có, nhất là sản xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn thách thức trong quá trình phục hồi. Xuất khẩu qua thành phố Hồ Chí Minh giảm, thì điều này cũng cần phải có cái đánh giá thêm là có cái sự chuyển dịch khi chúng ta thu phí hạ tầng hay không. Chúng tôi có quan sát thì Đồng Nai thì họ tăng 14% và Bình Dương thì tăng tới 11,6% xuất khẩu 5 tháng đầu năm. Thì có thể là đây là một cái mức dịch chuyển. Nhu cầu lao động cầu lớn hơn cái cung khoảng 16.000. Sở cũng kiến nghị Thường trực Ủy ban dân thành phố chấp thuận cái chủ trương cho phép Sở Lao động Thương binh Xã hội tiến hành xây dựng cái đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm của thành phố. Không phải chỉ trong phạm vi của thành phố mà giữa thành phố với lại các cái tỉnh thành lân cận để đáp ứng cái nguồn lực lao động theo cái nhu cầu của thị trường lao động thành phố. Về tiêm vaccine ngừa COVID-19, thành phố đã tiêm gần 400.000 liều vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm hết 90% trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Tình hình dịch trước mắt không đáng ngại, trong khi đó số ca sốt xuất huyết nặng lại tăng đến 7 lần so với năm ngoái. Riêng sốt huyết thì phòng chống rất là rõ, chỉ không cần có lăng quăng là không có sốt huyết. Nhưng mà giờ đi kiểm tra lăng quăng khắp nơi, thành ra đây công tác phải nói là phải rất là mong làm thế nào phát huy được cái tinh thần mà ban chỉ đạo chống dịch của Covid mà hoạt động cho sốt huyết thì sẽ thành công. Đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế 5 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đề nghị các sở ngành tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc cho người dân doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa các chỉ số về kinh tế xã hội của thành phố. Thừa và thiếu lao động của thành phố chúng ta đều đang tồn tại đang xen. Có nơi thừa, có nơi thiếu. Vì vậy chúng ta phải có những cái cân đối và có cái kết nối với lại các sở ngành, các hiệp hội để chúng ta tìm ra cái giải pháp giải quyết cái bài toán lao động cho thành phố. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong cái kỳ họp Hội đồng nhân dân này cần phải xem xét, rà soát và có giải pháp. Nếu không thì đến cuối năm 2022 chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ này thì đây là một cái lỗi và trách nhiệm rất lớn đối với sở ngành. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19, theo dõi sát tình hình dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Về nguy cơ lạm phát do tăng giá xăng dầu, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành tìm kiếm các giải pháp bền vững lâu dài, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng để góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát.